nhiều người đi xe máy chở vali, du yếu phẩm về quê tự phát, làm tuyến cửa ngõ phía đông thành phố Thủ Đức ủng tắc cảnh sát phải điều động lực lượng giải tỏa. Trưa ngày 15 tháng 8, dòng xe máy khựng lại tại chốt kiểm soát cách cổng khu du lịch Suối Tiên, xa lộ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh chừng 500m. Hàng chục công an, quân sự, y tế kéo barrier chặn dòng người ở chốt kiểm soát, nhiều người bóp còi, họ treo yêu cầu lực lượng chức năng cho qua. Mất việc không thu nhập suốt 3 tháng là lý do anh Hoàng Văn Trung, áo xanh muốn về quê dừng xe sát rào, anh Hoàng Văn Trung, quê Nghệ An, làm công nhân ở Bình Dương, chở năm chai nước suối trong bọc ni lông, sau xe còn một vali lớn, treo thêm vài gói mì tôm và chai xăng 5 lít. Người đàn ông 40 tuổi, nước da ngâm đen kể, bị công ty cho nghỉ việc gần 3 tháng nay, do không có thu nhập, chủ trọ không giảm tiền phòng, anh cạn tiện nên rất khó khăn. Khu vực cần chỗ ở phát hiện mấy ca F0, thêm người chết vì dịch nên tôi sợ lắm, không dám ở lại anh Trung nói và cho biết nhiều tháng không lương nhưng chưa nhận được khoản hỗ trợ nào từ chính quyền. Tình cảnh quá khó khăn buộc anh phải thu xếp đồ đạc, trả phòng trọ, khăn gói về quê bằng xe máy. Tôi hết cách rồi, biết là cả nước đang giãn cách xã hội, ai ở đâu ở đó. Nhưng nếu ở lại lấy tiền đâu mà xài, sợ bị nhiễm bệnh, anh Trung chia sẻ. Cạnh đó, gia đình anh Hoàng Văn Hoa, quê Quảng Trị, làm công nhân khu chế xuất Linh Trung 2, thành phố Thủ Đức, cũng cùng chung hoàn cảnh khi cả hai vợ chồng thất nghiệp vì dịch không có tiền sống buộc anh và vợ dậy sớm từ 5 giờ sáng, chở theo cô con gái 3 tuổi về quê bằng xe máy. Về quê mình còn có gia đình, bà con thân thích, chứ ở nơi đất khách quê người, mất việc làm thật sự không biết lấy gì sống, anh kể. Để giải tỏa đám đông, không xảy ra ủng tắc cảnh sát giao thông, Công an thành phố Thủ Đức phối hợp lực lượng quân sự hướng dẫn người dân tập kết ở khu vực rộng chừng 500 m vuông trước cổng bến xe miền đông mới. Lực lượng chức năng phát loa yêu cầu người dân giãn cách và quay về nơi ở. Chính quyền địa phương sẽ có biện pháp hỗ trợ. Đến 12 giờ 30 phút, hàng nghìn người vẫn tập trung ở khu vực nói trên, lực lượng chức năng được điều động thêm để giữ an ninh trật tự. Lãnh đạo mặt trận Tổ quốc thành phố Thủ Đức có mặt cùng lực lượng chức năng bàn phương án giải quyết. Cách bến xe Miền Đông mới gần 30 km, sáng nay hơn 500 người dân sau khi hẹn nhau trên mạng xã hội đã tập trung ở Quốc lộ 1, quận Bình Tân, chạy về các tỉnh miền Trung. Nhiều người chở lỉnh kỉnh đồ đạc dự định đi thành đoàn về quê khi biết tin thành phố Hồ Chí Minh sẽ giãn cách thêm một tháng. Hàng trăm xe máy đậu trắng ngang làng đường gây ủng tắc quốc lộ. Anh Nguyễn Văn Sen, công nhân cho biết thất nghiệp nhiều tháng, gia đình không còn khả năng trụ lại ở thành phố nên định lái xe máy chở vợ và con về Bình Định. Ở lại thành phố Hồ Chí Minh thì tuân thủ chỉ thị 16, nhưng bất việc, hết tiền, bám trụ khó khăn quá tôi chịu không nổi. Bởi vậy tôi muốn về quê có mắm ăn mắm, có muối ăn muối dễ sống hơn, anh Sen nói. Cảnh sát cùng ủy ban nhân dân quận Bình Tân sau đó đã vận động đoàn người về trường trung học cơ sở, trung học phổ thông Nam Việt, cách đó 2 km để họ ăn uống nghỉ ngơi. Sau đó các phường đã thống kê đưa từng người trở về nơi ở, tránh tụ tập. Theo ông Lê Văn Thinh, bí thư quận ủy Bình Tân, sau khi yêu cầu người dân không về quê, chính quyền sẽ vận động các chủ nhà trọ miễn giảm tiền thuê nhà. Trường hợp chủ trọ không đồng ý, địa phương sẽ có phương án chăm lo, hỗ trợ người dân yên tâm ở lại. Địa phương sẽ đảm bảo cung cấp đủ lương thực thực phẩm để người dân sống trong một tháng giãn cách sắp tới, ông Thinh nói. Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sáng nay nhiều đội Cảnh sát Giao thông phối hợp Công an Thành phố Thủ Đức và Thành phố Dĩ An vận động người dân tập trung ở quốc lộ 1, quận Bình Tân và dưới chân cầu vượt Linh Xuân quay về nơi ở. Hơn chục trường hợp không chấp hành, cơ quan chức năng đã kiểm tra giấy tờ, xử phạt vì ra đường không có lý do chính đáng. Theo Thượng tá Bình, ngoài chốt kiểm soát cửa ngõ Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị còn tuần tra lưu động trên các tuyến đường khi phát hiện có người tập trung về quê sẽ vận động xử lý để họ không ra khỏi thành phố. Hơn 20 ngày trước, tình trạng người dân sống ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận gặp khó khăn do dịch đã chạy xe máy về quê. Việc về tự phát, chạy xe máy đường xa hàng nghìn km nguy hiểm cho người dân và khiến dịch dễ lây lan, bùng phát. Trong công điện hôm 31 tháng 7, Thủ tướng đã yêu cầu các địa phương đang thực hiện chỉ thị 16 phải làm nghiêm, Tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi nơi cư trú từ sau ngày 31 tháng 7 tới khi hết giãn cách trừ trường hợp được chính quyền cho phép. Các tỉnh sau đó dừng đón người dân về quê tự phát bằng xe máy, thay vào đó đưa người về quê bằng máy bay, tàu lửa, ô tô.